Ok, hello. Xin chào quý vị các bạn đang theo dõi kênh Chuyện Ma TV của mình nhá. Mình là Dương Quyết. Thì hôm nay có một anh khách đặt ngựa nhà mình và đã từ Thanh Hóa lên nhà mình xem ngựa, và bên mình đã dẫn bạn khách đó đi xem ngựa khắp nơi và đã tìm được hai con ngựa. Đây nhá, hai con ngựa bạch và một con ngựa, hai con ngựa bạch cái và một con ngựa bạch đực nhé. Thì sẽ xuất chuồng, mình sẽ xuất chuồng xuống Thanh Hóa, Sầm Sơn, hai bãi biển Sầm Sơn. Hai con ngựa này, đấy, đây là cặp cái con, còn đây mình cho các bạn xem con ngựa đực, đấy, ngựa bạch đồng, bạch ta. Đây, đó. Đêm nay 12 giờ mình sẽ xuất đi Thanh Hóa nhé. Thì qua video này mình muốn cho các bạn biết kênh của mình là chuyên tư vấn về ngựa nhé. Đấy. Mình sẽ review những con ngựa giá tốt nhất cho các bạn. Thì đêm nay các bạn tiếp tục theo dõi video của mình nhé. Đấy. Đi vào đêm cho nó mát mẻ, nó khỏe ngựa. Đây là mình sẽ bên mình sẽ xuất hai con ngựa bạch này và con ngựa bạch đực kia dành cho bạn khách ở Thanh Hóa. Đó, các bạn nhìn đấy, giá cả hợp lý, bán một cặp cái này và một con đực theo giống luôn cho bạn đấy. Bạn đấy cũng mới chăn nuôi ngựa thôi, có nhờ bên mình tư vấn ngựa và đã chọn được hai con ngựa này, hai ngựa cặp cái này, con này và con ngựa đực kia. Đêm nay sẽ 12 giờ sẽ xuất đi cho nó mát mẻ, nó khỏe ngựa. Có gì các bạn tiếp tục theo dõi video này nhé. Sẽ đến bãi biển Sầm Sơn ngắm cảnh và quay những cảnh đẹp cho bạn xem luôn. Rồi, tiếp tục các bạn theo dõi video của mình nhé. Bạn nào có nhu cầu về ngựa sẽ thì hãy liên hệ bên mình, bên mình tư vấn tận tình nhé, giá cả hợp lý và sẽ thường xuyên review những con ngựa trên kênh Bạch Mã TV này. Đấy. Bạn nào có nhu cầu về tham gia về kinh tế nuôi ngựa bạch thì hãy liên hệ trực tiếp bên mình nhé. Số điện thoại và các thứ mình đã ghi ở bên dưới phần mô tả. Ok, các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Các bạn cho lên xe nhé, cho lên trước là nó ấy. Đi từ từ cho lên xe chứ, cứ từ từ hạn cho lên xe cho hai. Đi một mạch đến luôn là khó. Đây. Đây. Đấy, cái chỗ nó khít vào cái cột đó. Đấy đấy, ở trong đây. Xong rồi buộc dây ra ngoài. Lòng dây, buộc dây ra ngoài. Kéo sát sát mỏ mặt, kéo sát. Lish. 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 Lish.
Vâng, đây, đây, chọn lại đây. Các bạn mình và chú đã lên xe nhé, thẳng tiến lên Sầm Sơn. Đây là chỗ của mình, làm cho ăn kênh chú. Chú tên là Sơn nhá, đại lý taxi. Bây giờ là cái ai dưới nhá, mình chạy ngựa cho khách chắc phải đến tầm độ 4 đến 5 giờ sáng mới đến nơi. Thì các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Ngựa kia là ngựa bạch, còn đây là ngựa kim. Dạ. Đây nó là ngựa kim rồi. Chắc con này anh mua ở đâu đúng không? Mua trên em à? Anh đi mua trên em á? Vâng. Ok anh mang xuống. À. Con ngựa này con ngựa thiến rồi. Thiến rồi. Mang về là đã thiến hay mang về thiến hay là ở trên đấy đã thiến rồi? Mang về thiến á. Ok các bạn nhé, thì mình đã đưa ngựa cho khách xuống tới nơi khu biển Sầm Sơn. Giờ đang cùng khách dẫn ngựa ra một bãi thả rất rộng. Do khách là ngày trước có nhờ người tư vấn ngựa là bảo là ngựa bạch trắng nhưng mà không phải, bắt nhầm con ngựa kim, cho nên là lần này khách tin cậy bên mình tư vấn cho ngựa bạch chuẩn. Mình sẽ sâu cho con ngựa mà người khách là con ngựa kim ấy, người khách mà tin tưởng, người khách nào đấy thì nhầm tưởng đấy là ngựa bạch nhưng là bắt về thì nó hóa ra là ngựa kim. Thì mình đàm phán với anh đấy xem có bắt được con ngựa đấy về không. Bắt về là chỉ để thi thôi, nấu cao. Đây, mấy con ngựa kìa. Đây nha, mấy con ngựa mình đem lên cho anh đấy nhá. Kìa. Giờ mình xẹp nhá. Cánh đồng đấy rất là bao la bát ngát. Tha hồ thả ngựa. Có chạc nha anh ơi. Lấy chạc đây nhá. Ok đây nhá. Đây là con ngựa nhá. Mình đã tư vấn cho anh đấy. Một cặp cái đây. À, một con đực nữa. Có nó ăn ác mà. Đấy, nối rồi. Đây các bạn nhé, đây mình sẽ tư vấn ngựa bạch chuẩn cho anh Dũng. Thế cái con lần trước anh bị khách nổi à? À cái con ngựa kim lần trước là anh bắt ở chỗ nào mà sao lại nó lại thành ngựa kim ấy? Anh đi mua ngựa kim
lại này chiến nó đi. À thế. Đấy, cọc cọc lại đi. Không. Sợ là mỗi là ăn ấy người ta đuổi. Nó có lợi mua giải sang sông. Ngựa cũng sang sông. Rồi nha, đây là con ngựa đực nha các bạn nhé. Ngựa bạch đực chuẩn. Đem xuống cho anh đấy. Nuôi thì anh cố gắng đừng để nó ăn những cái lật vặt, tại vì nó mới chuyển vùng. Có thôi. Có với lại khác. Có thôi. Cơ hay sao mua. Cơ. Đồng ra giọng này đồng ngay tha hồ thả ngựa thêm. Ai con nữa thì cơ mà tha hồ thả. Đây. Nhà em mà được đồng rộng như này bắt bạt ngạt ngựa về thả. Không, nếu mà cánh đồng rộng này không ngờ lo chăm thật. Trên em còn phải cắt cỏ, đây chả phải cắt cỏ gì, cứ thả thôi. Tối dắt về ngon. Đây các bạn nhá, hai con ngựa này nhá. Rất đẹp. Con này hai con này mà béo béo lên thì nữa đẹp. Anh đi xem cũng biết xem ngựa phết đây nhỉ. Đồi núi. Đó. Như nào cơ? Không còn gì đâu. Nó không chạy sang đâu. Nhưng mà nếu mà cột đây nhá, anh phải thi thoảng phải để ý đúng không? Ví dụ nó có mắc chặt hoặc nó ấy. Tại vì ngựa nó mới về nó lạ đất. Có này nó ăn mà. Cứ để đấy đi nữa ra kiểm tra được, chẳng hạn nó ăn dọc đấy được. Thì thoảng để ý cái mà. Con này nó ăn mà, con này nó ăn hết đây, hai con kia. Con đấy nó ăn này. Ngựa này có đấy là nó ăn hết đấy. Con này nó ăn hết đấy. Có khi rau muống nó còn ăn đấy. Trên em vẫn rau muống nó ăn. Các bạn nhé, bây giờ mình với chú mình đang trên đường về, sau khi đưa ngựa cho khách xong, thanh toán xong thì chú cháu mình về, đang trên đường về đến sông Mã. Thì các bạn muốn mua ngựa nhé, thì hãy đăng ký kênh của bên mình để xem những con ngựa bên mình tư vấn ngựa. Đầu con ngựa cho các bạn. Đây là chú mình. Hôm nay chú mình vất vả quá. Thì cả đi cả về thì nữa chắc mình cũng lên lái làm cái video clip cuối. Chú mình ở bên phòng đại lý taxi nhé. À có nhu cầu alo. Chú tên là Sơn. Ở gần nhà mình luôn. Chào khán giả bạn. Đấy. Và đăng lên kênh nhà này. Có người xem. Trước đi Hạ Long ấy, quay nhiều cảnh đẹp, đi giáp biển ấy. Rồi đến khi video clip đi đoán ngựa cho khách và thanh toán tiền thì đến đây là kết thúc nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn
gặp các bạn ở những cái video clip lần sau nhé. Ok, xin chào các bạn nhé.